Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Nga đưa Wagner sang Belarus, có thể mở mặt trận thứ ba. Tấn công cầu Crimea, Ukraine muốn chứng minh sức mạnh trước Nga. Ukraine đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có khi Nga âm thầm tích lũy tên lửa. Nga dồn hơn 100.000 quân tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine. Phi công Ukraine giải thích lý do Nga áp đảo trong không chiến. Bộ trưởng Ukraine kêu gọi sửa hiến pháp để cho phép đặt căn cứ nước ngoài. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kiev đã tăng cường thêm quân đến biên giới Belarus nhằm đề phòng lực lượng Nga với nòng cốt là Wagner sẽ từ đây tiến xuống Kiev. Nga đưa Wagner sang Belarus, có thể mở mặt trận thứ ba. Trang Top Gun của Nga đưa tin rằng các tay súng của công ty quân sự tư nhân Wagner, PMC Wagner, có thể trở thành một phần của nhóm quân đội khu vực của nhà nước liên minh có trụ sở tại Belarus, nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân sự chung Nga-Belarus. Theo Top Gun, thông tin này được đưa ra bởi các nguồn tin có liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Belarus. Tuy nhiên, cho đến cuối ngày 16 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus cũng như các cơ quan khác không bình luận hay xác nhận về thông tin này. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng nguồn tài chính của Wagner sẽ được lấy từ ngân quỹ của Bộ Quốc phòng Nga chứ không phải của Belarus. Được biết, Moscow và Minsk đã xây dựng một học thuyết quân sự của nhà nước liên minh Nga và Belarus, hình thành trong không gian phòng thủ chung và đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh, với nền tảng là lực lượng quân sự chung Nga-Belarus và hệ thống phòng không thống nhất. Hiện nay, Nga đang tập trung một lượng lớn quân nhân và vũ khí, trang bị hạng nặng trên lãnh thổ Belarus. Theo thỏa thuận về xây dựng lực lượng quân sự chung Nga-Belarus, được hai nhà lãnh đạo Putin và Lukashenko thống nhất thành lập vào tháng 10 năm ngoái. Theo giới chuyên gia quân sự, quân số Nga đồn trú ở quốc gia đồng minh vào khoảng từ 11 đến 15.000 quân, với hàng trăm xe tăng và hàng chục máy bay chiến đấu, trong khi Belarus đóng góp cho lực lượng quân sự chung vào khoảng 7.000 binh sĩ. Top Gun cho biết, các đơn vị đầu tiên của PMC Wagner đã được di chuyển đến Belarus nhưng không có vũ khí hạng nặng vì đã được giao nộp lại cho Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi sang Belarus, họ có thể nhận vũ khí hạng nặng từ các kho dự trữ của Nga ở nước này. Trong khi các nhân sự chính của PMC đang được chuyển giao, các huấn luyện viên của công ty này cũng đã bắt đầu huấn luyện quân đội Belarus. Vào ngày 14 tháng 7, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus chính thức xác nhận rằng các chuyên gia của PMC Wagner ở gần Osipovichi đã bắt đầu làm việc với những người chịu trách nhiệm về nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị nhân sự đào tạo. Thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ, các quân nhân của PMC Wagner đã đóng vai trò là người hướng dẫn trong một số kỹ năng trong lĩnh vực quân sự như kỹ năng di chuyển trên chiến trường, sử dụng các loại vũ khí chiến thuật, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật và y học. Trong khi đó, theo các nguồn tin của Ukraine, chính quyền Kiev đã quyết định triển khai thêm lực lượng tới biên giới với Belarus vì họ không loại trừ khả năng nhóm quân Nga ở đây, với nòng cốt là PMC Wagner, có thể mở mặt trận thứ ba ở phía bắc Ukraine cùng với phía tây Donbass và phía nam Kherson, Zaporozhye, tiến xuống Kiev. Với động thái này, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phải căng mình trên một mặt trận tiềm năng mới, với bình diện chiến trường khoảng hơn 1.000 km. Kiev và Minsk có đường biên giới chung dài 1.085 km. Điểm gần nhất từ biên giới phía nam của Belarus, cách thủ đô của Ukraine vẻn vẹn chưa đầy 100 km, nằm trong tầm bắn của nhiều loại tên lửa, pháo phản lực của Nga. Các tuyến đường giao thông rất thuận lợi cho các mũi tấn công trên bộ. Khoảng cách khá gần cũng phù hợp với việc triển khai các chiến dịch đổ bộ đường không bằng máy bay vận tải hoặc trực thăng. Theo các chuyên gia, với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander triển khai trên lãnh thổ Belarus, có tầm phóng từ 500 đến 750 km, thủ đô Kiev của Ukraine sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Theo Sputnik, vụ tấn công cầu Crimea là hành động giúp Ukraine lấy hình ảnh sau một loạt các thất bại trong chiến dịch phản công ở vùng Donbass. Tấn công cầu Crimea, Ukraine muốn chứng minh sức mạnh trước Nga. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, cầu Crimea là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng các phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine vào rạng sáng ngày 17 tháng 7. Vụ việc dẫn đến hư hại nghiêm trọng hai dầm cầu đường bộ, khiến giao thông từ lục địa Nga đến bán đảo Crimea bị gián đoạn. Còn theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công cầu Crimea do chính quyền Kiev thực hiện và được các lực lượng đặc biệt Mỹ-Anh đứng sau hỗ trợ. Trong khi đó, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn cho biết, vụ tấn công là một chiến dịch đặc biệt do cơ quan an ninh Ukraine và hải quân nước này phối hợp thực hiện. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận Kiev đứng đằng sau vụ đánh bom xe tải vào cầu Crimea vào hồi tháng 10 năm 2022. Trả lời phỏng vấn về mục tiêu của Ukraine khi thực hiện cuộc tấn công cầu Crimea vào thời điểm hiện tại, chuyên gia quân sự Anatoly Mavichuk nhận định
Kiev có thể muốn lấy lại hình ảnh và tạo ra tiếng vang truyền thông trong bối cảnh chiến dịch phản công không đạt được các mục tiêu họ đề ra, cũng như hội nghị thượng đỉnh NATO không mấy thành công ở Latvia vừa qua. Ông Mavichuk nói thêm, những nỗ lực trên của Kiev nhằm chứng tỏ cho các đồng minh thấy họ có khả năng và đang nỗ lực để đánh bại Nga. Chuyên gia này cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Chuyên gia Nga cũng phân tích rằng dựa vào các phương tiện được Ukraine sử dụng để tấn công cầu Crimea, có thể đây là phương tiện không người lái của Mỹ hoặc Anh. Chiến dịch này nhiều khả năng được lên kế hoạch bởi các lực lượng đặc nhiệm phương Tây. Ông Mavichuk chỉ ra rằng, để một phương tiện không người lái muốn thực hiện vụ tấn công có khoảng cách xa như vậy, cần đến các hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu trên không. Trong khi đó, Ukraine lại không được trang bị các hệ thống tác chiến như vậy. Nhận xét về phương tiện mặt nước không người lái USV được Ukraine sử dụng để tấn công qua cầu Crimea, chuyên gia Mavichuk phân tích, đây là phương tiện mặt nước cỡ nhỏ được thiết kế để mang theo ít nhất 200kg thuốc nổ, tấn công các mục tiêu trên biển. USV có thể được lập trình sẵn sàng về mục tiêu hoặc điều khiển từ xa. USV có đặc điểm là tốc độ di chuyển nhanh, kích thước nhỏ nên rất khó bị phát hiện bằng trinh sát điện tử và chỉ có thể được phát hiện bằng mắt thường, bằng cách quan sát trực tiếp. Tôi nghĩ những chiếc USV này có thể đã được triển khai từ các tàu chở ngũ cốc trên biển, sau đó tự di chuyển đến eo biển Kerch, thực hiện vụ tấn công. Chuyên gia Mavichuk phân tích. Ông Mavichuk cũng nhắc lại việc USV của Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến của Nga hoạt động xung quanh cảng Sevastopol. Ukraine đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có khi Nga âm thầm tích lũy tên lửa. Chuyên gia quân sự Roman Vitan tuyên bố Nga gần đây tích cực tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine, cho thấy họ có thể đang tích lũy tên lửa để oanh tạc quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine bắt đầu từ mùa thu. Theo đó, Kiev cần sẵn sàng để đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có. Nga bị cáo buộc đã tấn công 217 cơ sở năng lượng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, gây thiệt hại lớn cho hệ thống năng lượng của nước này. Sẽ không thể khôi phục toàn bộ công suất của hệ thống năng lượng trước khi mùa đông bắt đầu, và Ukraine được cảnh báo để sẵn sàng một mùa đông tồi tệ chưa từng có. Theo Dmytro Sakharuk, giám đốc điều hành của công ty năng lượng thương mại lớn nhất Ukraine, DTEK, người Ukraine nên chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn chưa từng thấy, trong khi công ty tiếp tục sửa chữa các cơ sở bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi vụ đánh bom của Nga. Công ty sẽ không thể khôi phục toàn bộ công suất vào mùa đông. Các điều kiện bắt đầu mùa đông năm nay ở Ukraine sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm ngoái. Ông Sakharuk nói, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng Oleksandr Kharchenko nói rằng ngành năng lượng có thể khôi phục lưới điện cao áp ở mức tối đa 30-40% so với trạng thái bình thường. Ông cũng gợi ý rằng người Ukraine nên sẵn sàng cho một mùa đông khó khăn chưa từng có. Đồng thời, các chuyên gia về thị trường năng lượng cũng cho rằng rất có thể Nga đã chuyển sang chế độ dự trữ tên lửa để tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào mùa thu. Bộ trưởng Năng lượng Đức Hermann Galoschenko cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, các cuộc pháo kích của Nga đã ảnh hưởng đến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine. Theo ông Galoschenko, cho đến nay đã xác minh được 271 vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, trong đó có những cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, không thể phục hồi. Bộ trưởng Đức cho biết thêm rằng Ukraine hiện đang trải qua chiến dịch sửa chữa quy mô lớn nhất trong lịch sử của họ, vì cần phải khôi phục hệ thống năng lượng càng nhiều càng tốt vào đầu mùa nóng. Ông trích dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine là 11 tỷ USD Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này không phải là con số cuối cùng, vì các cuộc pháo kích vẫn đang tiếp tục và tổng thiệt hại đã vượt qua con số này. Ông Galuchenko tuyên bố. Trong khi đó, các chuyên gia năng lượng tin rằng Ukraine sẽ không thể sửa chữa tất cả các cơ sở điện bị hư hỏng vào đầu mùa nóng. Ông Sakharuk nói rằng DTEK đang tiến hành sửa chữa theo lịch trình và khôi phục các tổ máy của nhà máy nhiệt điện bị hư hỏng. Theo ông, công việc hiện tại đã được tiến hành trong 5 tháng qua với 7 dãy nhà đã được sửa chữa và số dãy nhà tương đương đang trong quá trình sửa chữa. Ông lưu ý rằng công ty có kế hoạch sửa chữa 27 tổ máy của nhà máy nhiệt điện vào năm 2023. Công ty cũng cần khôi phục 1,4 GW công suất phát điện. Serhiy Makogon, cựu tổng giám đốc công ty vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine nhấn mạnh, mùa đông vừa qua cho thấy lỗ hổng chính của hệ thống năng lượng Ukraine bắt nguồn từ bản chất tập trung của nó. Theo đó, thiệt hại đối với bất kỳ cơ sở quan trọng nào trong hệ thống năng lượng của đất nước, 12 nhà máy nhiệt điện và một số trạm biến áp lớn tương tự cũng sẽ dẫn đến mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc. Ông nói nhiệm vụ bây giờ không chỉ là khôi phục và bảo vệ các cơ sở, nhà máy này mà còn cần phải tích cực phát triển năng lượng phi tập trung. Bộ trưởng Năng lượng Galuchenko nói rằng Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục hứng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng trong mùa đông tới. Chuyên gia quân sự Roman Vitan phân tích rằng Nga gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.
Điều này có thể có nghĩa là Nga đang chuyển sang chế độ tích lũy tên lửa để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine bắt đầu từ mùa thu, và Kiev nên chuẩn bị cho điều này. Chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko không loại trừ một kịch bản như vậy. Theo ông, kể từ ngày 24 tháng 6, Nga đã không sử dụng tên lửa phóng từ máy bay để tấn công lãnh thổ Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga sản xuất khoảng 35 tên lửa KH-101 và KH-555 mỗi tháng, và cho rằng Nga đang tích lũy để sử dụng chúng vào mùa thu. Nga dồn hơn 100.000 quân tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine. Người phát ngôn lực lượng vũ trang miền đông Ukraine Serhiy Cherevaty cho biết, Nga hiện tập trung hơn 100.000 quân ở khu vực Kubian thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Đối phương đã tập trung một lực lượng hùng hậu theo trục Liman Kubiansk với hơn 100.000 binh sĩ, hơn 900 xe tăng và 370 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt, ông Cherevaty nói. Ông cũng cho biết thêm, đối phương đã triển khai các đơn vị xung kích đường không và đơn vị bộ binh cơ giới tốt nhất đến đó, hỗ trợ thêm là quân dự bị, lực lượng phòng vệ, các đại đội Storm Z. Ông Cherevaty nhấn mạnh, Nga đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xuyên thủng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ. Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận tình hình ở Kubian rất khó khăn. Binh sĩ của chúng ta đang phòng thủ, tình hình rất khó khăn, giao tranh tiếp tục khốc liệt, vị trí của hai bên thay đổi vài lần mỗi ngày, bà Malia chia sẻ trên Telegram. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết mỗi ngày quân đội Ukraine mất khoảng 50 binh sĩ ở Kubian. Nga cũng loại bỏ 4 nhóm trinh sát của Ukraine ở khu vực đó. Theo ông Cherevaty, Nga dồn nguồn lực đến Kupiansk, Liman với hy vọng giành một số bước tiến sau khi Ukraine chiếm được ưu thế quanh Bakhmut, thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, miền đông nước này. Người Nga cần ít nhất một số thắng lợi, do vậy họ dồn nguồn lực tối đa đến khu vực này, làm mọi thứ có thể và thậm chí không thể để cho thấy nỗ lực tấn công, ông nói. Ông cho biết thêm, tổn thất của Nga ở Bakhmut ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể. Người Nga liên tục bổ sung đội ngũ chiến đấu của họ, gửi lính dù tới đó với hy vọng ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi. Chúng tôi đang rất thận trọng và cân nhắc để bảo toàn lực lượng và con người nhiều nhất có thể, ông Cherevaty cho hay. Thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 17 tháng 7, quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở 5 mặt trận, gồm nhiều thành phố Kupian, Kharkov, Liman, Bakhmut, Adika và Marinka đều ở tỉnh Donetsk. Theo cơ quan này, khoảng 29 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở các khu vực trên trong 24 giờ qua, và hiện giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Ở mặt trận Zaporizhia và Kherson, miền nam Ukraine, Nga chủ yếu ở thế phòng ngự. Lực lượng Nga tập trung ngăn quân đội Ukraine tiến công, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho hay. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở cả miền đông và miền nam cách đây vài tuần. Ở miền nam, Ukraine tìm cách giành lại các ngôi làng bị Nga kiểm soát và đặt mục tiêu tiếp cận các cảng biển Azov nhằm chia cắt lực lượng của Nga. Giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do vấp phải thách thức lớn từ hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, Kiev khẳng định chiến thuật của họ là đánh chậm, thắng chắc, nhằm bào mòn lực lượng của Moscow trước khi tung ra chiến dịch phản công lớn hơn. Phi công Ukraine giải thích lý do Nga áp đảo trong không chiến. Một phi công Ukraine nêu ra nguyên nhân giúp Nga chiếm ưu thế áp đảo trước Kiev trong không chiến thời gian qua. Trả lời báo Anh Sunday Times, một phi công Ukraine mang họ là Maxim thừa nhận lực lượng không quân Nga hiện đại vượt trội so với Kiev. Vì vậy, theo phi công này, Ukraine gần như không thể làm gì Nga trên không. Maxim cho biết ông và các đồng đội trong tổ bay đã gặp hàng loạt khó khăn khi làm nhiệm vụ ở Bakhmut trước một đội quân được trang bị hiện đại hơn rất nhiều. Ví dụ, đơn vị của Maxim phải sử dụng các trực thăng Mi-8 được thiết kế từ thời Liên Xô và đi vào biên chế từ cuối những năm 1960. Loại máy bay này kém xa về mặt hiệu quả so với phi đội trực thăng hiện đại của Nga, theo phi công Ukraine. Ngoài ra, Ukraine còn phải đối mặt với hạn chế về đạn dược. Maxim cho biết phi đội của ông chỉ thực hiện được một nhiệm vụ mỗi ngày vì họ không có đủ rocket cho các cuộc tấn công tiếp theo. Ông thừa nhận vấn đề của không quân Ukraine nằm ở cả trực thăng cho tới tiềm kích và Kiev không có trang thiết bị tương xứng để chống lại các vũ khí mới nhất của Nga. Các máy bay phản lực của Nga có chất lượng tốt hơn nhiều so với của chúng tôi, phi công Ukraine cho biết. Nga đang sử dụng một số lượng lớn máy bay tiên tiến, bao gồm cả trực thăng Kamov-K52. K-52 được thiết kế để chiến đấu, trong khi Mi-8 mà Maxim điều khiển có nhiệm vụ chính là để vận chuyển binh lính. Người Nga hiểu rằng chúng tôi không thể làm gì họ trên không, Maxim nói,
nhấn mạnh hơn một nửa đơn vị của ông đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong các cuộc đối đầu với Moscow. Bình luận của ông Maxim được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng đối phương đã thay đổi chiến thuật tác chiến trên không đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine. Các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết họ lo ngại về ưu thế không quân và pháo binh của Nga. Financial Times đưa tin Nga đã sử dụng máy bay trực thăng để ngăn chặn các thiết giáp của Ukraine, đưa quân chọc sâu vào phòng tuyến của Moscow. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng không quân Anh Rick Knighton nhận định rằng lực lượng không quân Nga phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Viện dẫn báo cáo của tình báo Anh, ông Crichton cho biết lực lượng không quân Nga vẫn còn 96% trong số 2021 máy bay cánh cố định và 90% trong số 899 máy bay trực thăng sau hơn một năm chiến sự. Các thiệt hại về không quân vẫn được xem là tương đối nhỏ so với tiềm lực quân sự của Nga. Theo ông, cả Nga và Ukraine đều chưa thể giành được ưu thế tuyệt đối trên không. Nhưng Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn khi không quân của họ thiếu năng lực để tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đây không phải là lần đầu tiên phi công Ukraine lên tiếng về sự chênh lệch với Nga. Tháng trước khi trả lời CNN, phi công Oleksiy thừa nhận, phi đội Su-25 từ thời Liên Xô của Kiev đang gặp thế bất lợi bởi những chiếc Su-35 công nghệ tiên tiến của Nga được trang bị radar tinh vi và tên lửa tầm xa. Một phi công MiG-29 mật danh là Juice nói với CNN rằng các quốc gia phương Tây có thể hỗ trợ đáng kể bằng cách trang bị cho Ukraine những tiêm kích F-16, nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay chiến đấu tiên tiến trong việc tăng cường sức mạnh không quân của Kiev. Bộ trưởng Ukraine kêu gọi sửa hiến pháp để cho phép đặt căn cứ nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Dernikov kêu gọi sửa hiến pháp nước này để có thể mở đường cho việc nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu. Trong bài bình luận đăng trên trang Liga vào hôm 17 tháng 7, Bộ trưởng Dernikov đã kêu gọi loại bỏ điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài trong điều 17 của Hiến pháp Ukraine. Điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài đã trở nên lỗi thời. Đương nhiên, nếu cần, chúng ta có thể dùng thuật ngữ như trung tâm hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thay vì từ căn cứ. Nhưng làm như vậy để làm gì? Tốt hơn hết là loại bỏ hạn chế này để không tạo cơ hội cho những đồn đoán, ông nói. Ông cũng kêu gọi sửa đổi hiến pháp Ukraine bằng cách thêm một điều khoản rằng Kiev sẽ độc lập lựa chọn các cơ chế để đảm bảo an ninh của riêng mình, bao gồm cả việc tham gia các hiệp ước và tổ chức quốc tế nhằm xác định rõ ràng mong muốn gia nhập EU và NATO được ghi nhận trong đoạn 5 của lời mở đầu hiến pháp. Giấc mơ NATO của Ukraine bắt đầu vào năm 2008 khi khối liên minh quân sự hứa hẹn về khả năng kết nạp Kiev trong tương lai. Sau sự kiện cuộc đảo chính năm 2014, lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và sự việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Kiev vẫn giữ nguyên mong muốn trở thành thành viên NATO. Vào năm 2019, Ukraine đã đưa quyết tâm gia nhập các tổ chức phương Tây như EU và NATO vào Hiến pháp. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào hôm 11 tháng 7 ở Vilnius, Lithuania, khối liên minh cho biết Ukraine sẽ được mời gia nhập NATO khi các nước thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Ukraine sẽ được phép bỏ qua yêu cầu thực hiện kế hoạch hành động thành viên MAP, từ đó loại bỏ một rào cản trên con đường gia nhập NATO. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp cho Kiev khoản viện trợ hơn 100 triệu USD, bao gồm vũ khí, đạn dược, khí tài. Tuy nhiên, NATO khẳng định họ chỉ hỗ trợ cho Ukraine đối phó Nga, không phải là một bên tham gia cuộc chiến. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tuần trước tuyên bố việc Ukraine có thể gia nhập NATO sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh đối với Moscow và sẽ không tăng cường an ninh cho Kiev. Đối với tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, chúng tôi đã nhiều lần nói về điều này. Điều này tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Rõ ràng là như vậy. Trên thực tế, một trong những lý do dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của quân Nga là mối đe dọa từ việc Ukraine gia nhập NATO, ông Putin nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!